Tuấn ơi, cho em lên YouTube nha. Đù okay. Má con cá. Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Tuấn Xe nhá. Hôm nay thì tiếp tục với cái series chơi game cùng với cả người lạ. Và mình đã có 3 người lạ ở đây rồi. Và dường như là bạn ấy đã nhận ra mình rồi. Và hôm nay thì mình sẽ kéo cả 3 bạn ấy vào trong khu vực bốt cam anh em ạ. Cover me. Chắc chắn là tôi đây rồi. Cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ nhảy vào bốt cam và clear cùng với cả 3 người lạ. Và sẽ cố gắng giành trận đấu top 1 anh em nhá. Enemies ahead. Làm sao? Lại hello cái gì? Chuẩn bị đây này, chuẩn bị căng tay ra mà bắn này. Kìa kìa, một đống nó nhảy xuống như kiểu hội chợ kia kìa. Nào 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 nào. Nào, tránh đường, nước sôi kiếm khẩu súng AR anh em ạ. À đây rồi, AR đây rồi. Ok, có lẽ mình sẽ phải tấn công thôi anh em ạ. Nào, có ai quanh đây không? Mình vừa thấy các bạn đu. Chạy. Ui, thôi, té. Quay về anh em ạ. Nguy hiểm quá. Mình thấy có một đứa chạy ở ngay cạnh mình, nghe thấy tiếng rồi. Cho nên mình sẽ phải quay lại. À, như vậy là ở bên cái nhà 3 tầng đối diện. Ok. Như vậy là các bạn ấy tản ra cũng khá là nhanh anh em ạ. Đấy. I got supplies. Có thằng chuẩn bị chạy ra đây này. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Trời ơi. Ôi, gặp anh Tuấn đã bảo rồi. Thế. Gặp tôi thì đi chết đi. Đấy, cho nên là cái phần nghe âm thanh nó rất là quan trọng anh em ạ. Tấp ở đây làm cái gì đây? Hả? Tấp ở đây làm cái gì? Định móc lốp đồng đội tôi à? Không được đâu. Không được đâu sói ạ. Có cái X3 rồi, có ống ngắm rồi. Đỡ phải bắn bằng cái đầu guồi anh em ạ. Bắn cái bằng cái đầu guồi đôi khi nó hơi bị kiểu fail một tí. Nhưng nói gì thì nói, khi mà khẩu súng của các bạn chưa có scope ấy thì cái độ bắn đồng đội tôi đùa. Khi mà các bạn chưa lắp scope lên súng ấy thì cái armacit của súng của các bạn ấy nó sẽ được úp lên một cái sức mạnh rất là cao. Cái armacit nó sẽ rất là nhạy. Nhưng mà khi anh em lắp scope rồi ấy thì scope càng to ấy thì cái armacit nó càng giảm bớt đi anh em nhá. Ô cái gì? Sao tôi cứ giết được người lại ô? Hả? Ô? Có thích ô không? Ăn mạng đi chứ lại còn bắt tôi nhường nữa. Người đâu mà kỳ quặc. Đi kiếm, tự kiếm mạng đi. Hình như có thằng ở dưới rãnh anh em ạ. Cái tiếng chân này chắc chắn là tiếng chân ở dưới rãnh rồi. Đây cái dưới rãnh ngay dưới trước mặt mình. À, có thằng chạy nhá. Ok, chắc là chạy ra để cứu bạn đây anh em ạ. Nhưng mà mình không ngu gì chạy ra, bởi vì là bây giờ mình còn chạy ra là cái thằng ở dưới rãnh nó sẽ bắt mình ngay. Enemies ahead. Đó, ping cho đồng đội để đồng đội nhìn thấy. Rồi nó cứu đồng đội nó rồi. Bây giờ mới có quả nết quang trang. Ơ. Thanh niên không nhảy được qua nhà. Mình tạo cho bạn ấy một chút động lực. Nào. Mình tạo cho bạn ấy một chút động lực anh em ạ. Trời ơi, ngọt canh xương ống mà đậm đà thì thăn. Chết rồi, hết đạn rồi. Hỏng rồi anh em ơi. Mình đang rất cần một chút đạn để có thể clear được những thanh niên ở bên cái nhà 2 tầng kia. Được rồi, mình sẽ sử dụng biện pháp đi tắt đón đầu. Mình sẽ ra đây loot thêm ít đạn. Sau đó thì sẽ bắn vào hông của các bạn ấy. Tiếp tục bắn như này là em vào bom vào tường hay em tự sát? Đừng em ơi, cứ bình tĩnh. Trời ơi, trước sau anh tin là trước sau gì em cũng sẽ có thôi. Em có thể nhờ em một quạt em bắn không? Rồi, yên tâm. À đây rồi. Bắn em anh ơi. Yên tâm đi em. Bắn đồng đội tôi này. Đâu có dễ như vậy. Mình. Cứ yên tâm, có anh ở đây rồi. Em ơi đừng sợ. Ôi trời, Lượm ơi. Cứ bình tĩnh. Nó còn ở trên. Nó còn ở
trên nữa cơ. Nào, cố gắng bò đi. Ơ kìa, chết. Gục một cái, out game luôn. Vãi nơ chim mén. Từ từ, anh giải quyết cái thằng ở trên này đã. Các em cứ chạy đi. Đâu rồi? Đây, đứng đây. Bây giờ là gọi là chúng ta phải vĩnh biệt nhau thôi. Ok, như vậy là cái team BPF là bị mình clear hoàn toàn rồi. Chỉ còn một team nữa ở bên khu ba kho nữa thôi. Ok, rất giàu luôn anh em ạ. Vô đối. Vô đối trong tầm giá. Nào. À. Ôi, lé hơi bị hay đấy. Cẩn thận nhá. Đội bên ba kho mình nghe vẻ bắn cũng ghê đấy. Từ từ mình lắp cái anh bố lên khẩu SKS. Có một thằng nấp ở đằng sau này này các bạn. Mình vừa thấy nó chạy vào trong đấy nó nấp xong. Thính rời kia. Liệu rằng các bạn có gia nhập thính. Cover me. Bắt đầu chạy rồi kìa anh em kìa. Đệt trả luôn. Enemies ahead. Rồi ping cho đồng đội luôn. Bắn là ghê. Rồi, mình thấy rồi. Nào. Kiểu giống như kiểu trêu ngươi anh em ạ. Rất khó chịu luôn. Nào, ra rồi. Ra rồi. Ui sao tự nhiên giật thế này. Ra này. Úi dồi ôi. Một viên vào đầu. Người đâu em? Vào. Ôi, sao tự nhiên cái lòng ngắm của mình nó giật thế nhở? Ảo lòi luôn ấy. Thôi, công thôi. Let's go. Tự nhiên mình ngắm cái lòng ngắm X4 ra nó giật dã man anh em ạ. Không hiểu lý do tại sao luôn. Đủ chứ không, quả đấy là mình tap SKS là bay màu các bạn rồi đấy. Nào, chắc chắn đang ở đằng sau này cứu nhau. Đây rồi là đôi giày. Nằm xuống đi. Nhảy đi đâu đây? Lại còn bò lên. Còn một người nữa thôi. Ở đâu ta? Bò đi đâu? Còn một người nữa thôi anh em ạ. Đấy, mình sẽ ping cho đồng đội. Ôi. Hỏng rồi. Ở đâu ta? Sao nó lại bắn được nhỉ? Từ. Đây rồi. Tôi nhìn rồi. Sau gốc cây. Trông kìa. Bò ra đây là chết rồi bạn ơi. Mình thấy trước rồi. Không cần phải vào. Nó chết rồi. Đó, đóng cửa lại cho an toàn nhá. Anh đã cút ra để anh Tuấn cứu em. Vãi cứt. Cả đời mới chơi anh Tuấn một trận. Vãi. Ok. Còn lấy băng gà cho anh cho. Trời điệu. Chửi đồng đội luôn. Đầu cút ra để cho mình cứu luôn. I got supplies. Ở đây có nhiều đồ lắm, lên đây mà loot đi các bạn ơi. Ok. Vì sự vui tính của bạn, dù trận này có không được top 1 đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ cứ đăng. Bởi vì là mình gặp những người lạ vui tính như thế này mình cực kỳ thích luôn anh em ạ. Phải nói với các bạn là các bạn cứ yêu cầu mình làm series cùng với cả người lạ đi. Nhưng các bạn phải biết là mình làm series với người lạ ấy, không phải người lạ nào cũng sẽ mở mic. Và những trận đấu mà người lạ không mở mic ấy thì thật sự nó rất là buồn. Và nhất là kiểu không mở mic xong rồi nhảy mỗi người một nơi, xong rồi kiểu bắn nó rón rén ấy, nó không phải là phong cách của mình. Và thật sự là những cái trận đấy mình không biết bình luận ra sao cả. Mình không biết phải gọi nói gì cả. Chẳng lẽ xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi cùng với cả người lạ và người lạ không mở mic. Bây giờ thì mình đang đi lút dạo đây. Và mình vẫn đang đi lút dạo từng căn nhà. Mình nhặt được M4, mình nhặt được ốp, các thứ. Nó chán lắm anh em ạ. Cho nên là mình chơi mình muốn chơi cùng với cả những người lạ mà mở mic xong rồi vui tính nhở. Thì lúc đấy làm việc clip sẽ là vui. Mình phải thừa nhận với các bạn là series người lạ là một series rất là tốn thời gian của mình. Lấy cái giáp bài luôn. Tuy là nó bị lủng mất một chút rồi nhưng mà nó vẫn cứ là ngon anh em ạ. Nó vẫn cứ là giáp 3. Let's go. Đấy, thì series người lạ là một series mình làm khá là tốn thời gian. Trung bình một clip với cả người lạ mình sẽ phải làm từ 5 cho đến 6 trận. Sẽ có đâu đó là 1-2 trận gì đó sẽ chết rất là sớm.
đâu đó 1-2 trận gì đó sẽ có những người lạ kiểu holy shit rồi vào chửi bới nọ kia các thứ, hoặc là kiểu nhất quyết không thích đi bắn nhau mà chỉ thích đi lút dạo để kéo ranh thôi. Đó, kiểu như vậy. Và Tuấn mà ngày nào anh xem ấy nhá. Rất là khó luôn. Video của Tuấn HC nhá. Ui, cảm ơn bạn nhá. Đâu rồi, ông kia đúng không? Thank you. Cảm ơn ông Thái Khoai Tây vì ngày nào cũng xem video clip của tôi nha. Ok, đi thôi, come on. Cover me. À, có một cái nữa mà các bạn nên chú ý nhá, là cái ba lô của cái Royal Pass Season 7 này ấy, tuy nó khá là xấu, nhưng mà mình đã so sánh với tất cả các ba lô như anh em nào mà đã xem livestream của mình rồi ấy, thì mình đã so sánh về cái độ gọi là diện tích của những cái ba lô ấy, thì cái ba lô này là cái ba lô mà nó kiểu nó xẹp nhất đấy, nó không bị kiểu phồng ra ấy. Cho nên là rất thích hợp cho những bạn nào mà thích kiểu bò hoặc là trườn, hoặc là nó cũng sẽ không gây kiểu nói sao ta, nó sẽ không gây cho các bạn bị lộ nhiều khi mà các bạn nằm ấy. Đó, nó rất là bé, nó không bé kiểu bề ngang anh em phải không? Bề ngang thì nó bè ra, nhưng mà nó xẹp lại ấy. Nó không dày như các ba lô khác, và mình đã so sánh với rất nhiều ba lô rồi. Có lẽ em này chỉ thua mỗi cái ba lô gì nhỉ, ba lô hề thôi anh em ạ, mà cái đợt mà ra cùng với cả khẩu súng M4 hề đấy, đó là thua mỗi cái ba lô đấy thôi. Thật ra là mình cũng rất thích cái ba lô hề, nhưng mà quay bên bản Việt Nam không thể ra được anh em ạ, không thể ra được, tốn khá nhiều máu nhưng mà không thể ra. Chứ đợt đấy mình cũng khá là tiếc khi mà không thể ôm được cái ba lô hề về kho đồ. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn cả team vào trong bo thôi. Đấy, sơm sơm một tí thôi, 10 mạng ở bốt cam ngay. Bắn có phải như thế nó mới sướng anh em ạ. Chứ bắn mà cứ kiểu núp với lại mỗi người một nơi, bắn nó cũng chán lắm. Đồng đội đi theo mình một cái nó khác đấy, nó khác hẳn ngay. Độ tự tin nâng lên một tầm cao mới. Đi nào, qua bên này rồi mình chặn ở đây. Tí nữa thanh niên nào qua cầu bắn cho nát người. Cố lên. Trận này mình ngửi thấy mùi top 1 rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ còn 23 người nữa thôi, tức là chỉ còn 19 người còn lại trong cái bo này. Mà trong khi đấy thì team mình đã qua bên này rất là an toàn rồi. Vì vậy là mình nghĩ là các team còn lại sẽ chỉ ở bên kia thôi. Hiếm hoi lắm thì có team nào đi ở bên mạng Hà Tĩnh vào thôi. Đây rồi. À, đông anh em ạ. Đông này. Một viên vào đầu. Lên bảng đếm số luôn. Chạy. Năm. Rồi, nốc luôn. Yasuo à. Cứng này. Thôi rồi, quả này nó cứu được hết rồi. Enemies ahead. Nốc được hai người rồi anh em ạ. Tiếc quá. Nào. Đã bảo rồi, bắn đừng bao giờ để lộ tiếng súng. Lộ tiếng súng là coi như các bạn sẽ hao mòn rồi. Chạy. Ui, một viên trúng đầu kìa anh em kìa. Chán thế. Khó khăn đấy. Nào, qua đây. Chạy này. Hai viên rồi. Đứng nhìn này. Đừng bao giờ nghĩ đến việc nhìn Tuấn HC nha. Chết đấy. Nào, còn bạn nào muốn nhìn mình nữa? Come on baby. Nào, ra đây. Đứng. Ngồi nhìn. Nào, ra đây. Anh em thấy tap SKS nó sướng không? Thế lòi luôn. Ông nào bắn UMP xuyên lục địa vậy? Ghê gớm thật. Dân chơi. Cẩn thận không lại táp cho mấy viên K98 lại thì đúng là vỡ mồm con chó sồm anh em ạ. Ấy. Có biến ở bên này nha. Ao. Có tiếng đạn xẹt qua người mình. Ơ, ai bắn ta? Ủa, thanh niên nào bắn nhỉ? Xéo qua người mình này. No. Rút lui. Cover me. Đi nào. Ái ôi. Ui, thề luôn đây là một
hành động vô cùng khó chịu anh em ạ. Bình Nhưỡng có những hành động gây hấn với mình. Và mình sẽ có những... Ủa, che đạn. Help me. Không, độ ui, bị táp rồi kìa. Che đạn. Anh xuống rồi. Che. Ui ôi. Đấy nha. Má ông. Bao nhiêu người phải che cho ông đấy. Hình như anh Tuấn HC. Trời ạ. Tí nữa là không không qua khỏi ở đấy. Anh Tuấn ơi, anh chụp nhiều ảnh cho anh gửi cho nó dán đầu giường đấy. Nó khổ lắm. Ừ, cho anh bị chết à? Đây rồi. Ủa, nhờn. Tuấn nó chạy đi với thằng này Trung Quốc ấy, nó hack. Trời ơi, nó nóc từ nãy đến bây giờ đấy. No. Em không phải sợ. I got supplies. Anh bản hack còn ghê hơn cả nó. Anh có bản hack não đây rồi. Cover me. Cứ theo anh. Ông mày xoắn. Chúng ta là những người Việt mạnh mẽ. Không phải sợ bất cứ một thế lực thù địch nào cả. Quất hết anh em ạ. Quất hết. Oh. Bắn nhau ở bên kia kìa anh em kìa. Hình như bọn nó đang qua cầu hay sao ấy. Từ. Mình sẽ để ý bên này xem là có ai vòng đường xa ở bên này không. Nguy hiểm lắm. Nhỡ tí nữa đang bắn vào mạn sườn thì anh em biết là cái khó chịu nhất không phải là các bạn bị móc lốp từ phía đằng sau, mà cái khó chịu nhất là các bạn bị bắn vào mạn sườn. Và trong khi đấy thì bạn đang tập trung bắn với cả một team khác nữa. Vô cùng thốn luôn. Á đủ. Cái đầu. Thế mà không chết kìa. À, áo vàng. Vừa lấy bắn tôi. Trong đội này trâu thế. Sau này mình bật ngắm lên mình bắn cái khẩu SKS này nó cứ bị giật anh em nhở. Anh em không biết anh em xem anh em có cảm giác được cái độ giật của khẩu súng SKS. Cảm giác nó cứ kiểu bị delay anh em ạ. Cái tâm nó hồi rất là lâu luôn đấy. Đủ mã con cá anh em ơi. Mày. Ủa ôi nó chạy giỏi thế nhở. Hôm nay táp SKS Sida dã man luôn đấy. Không hiểu lý do tại sao hôm nay mình đã táp SKS tệ đến như vậy luôn. Rất tệ luôn. Ấy. Bình tĩnh. Hình như mình nhìn thấy cái gì đó. Ôi, nó lướt qua nhanh quá. Bò đang rất là khó khăn cho các bạn ấy rồi. Bây giờ các bạn ấy sẽ phải đi như thế nào đây? Đi như thế nào kệ các bạn ấy. Bây giờ mình cứ phải vào bo đã. Vẫn còn 15 người trong cái bo này. Trừ đi 4 người team mình là còn 11. Khá là đông anh em ạ. Kìa, trên đồi. Enemies ahead. Cẩn thận. Vào nhà đi các bấy bệ. Đó. Ui mày quá, kiếm thêm được chút đạn vàng anh em ạ. Khan hiếm đạn vàng dã man luôn. Có thể là mình táp hôm nay nó cứ bị kiểu giật là do cái tay nắm tam giác. Nói chung SKS thì trước giờ mình chỉ táp cái tay nắm dọc thôi, cho nên là mình quen rồi, cho nên là hôm nay nó nắp cái tay cầm tam giác lại nó không quen anh em ạ. Thôi xong rồi. EQ thôi xong. Vĩnh biệt EQ. Thế cho nên mình với hai bảo anh em là các bạn sử dụng súng ấy thì các bạn hãy chú ý những cái phụ kiện ấy, nhất là những khẩu súng kén phụ kiện như là SKS hoặc là những khẩu súng như là barrel ấy. Đó, hai khẩu súng đấy rất kén phụ kiện luôn. Cách bắn hai khẩu súng SKS với lại barrel sẽ thay đổi rất nhiều khi các bạn lắp những phụ kiện, nhất là những cái tay cầm ấy. Tay cầm tam giác với tay cầm dọc nó sẽ khiến cho các bạn cảm nhận rõ rệt nhất việc các bạn thay đổi phụ kiện nó ra sao. Rồi, cứ bắn ở đấy đi. Tôi mà vớ được nhá thì xác định là cứ phải gọi là nát người. Đâu à? Vừa thấy bắn nhau mạnh mẽ lắm cơ mà. Vãi nồi anh em ạ. Sấy là trượt đến từ vị trí của Tuấn HC. Ô làm gì đây? Đi vào nhà. Lâm mới là Lâm. Áo ui. Rồi, bị bắn rồi, gục nốt. Nào, giờ thì ai cứu các bạn đây?
mình phải bắn rón rén anh em ạ, bởi vì là có cái thằng bên cục đá này nó vừa bắn mình tí hẹo này. Rồi để tôi trổ tài ném bom cho các bạn coi. Cho các bạn coi. Nào, có chết không? Thò ra là tới số rồi bạn ạ. Bạn thò ra với mình là bạn chết chắc rồi. Nào đâm ơi, cẩn thận, bọn ở trên đồi nó bắn đó. Vào nhà thủ đi, sao cứ ra hết ngoài đường thế kia. Let's go. Đấy, tôi đã bảo mà. Rồi ơi, tại sao lại có thể chui ra ngoài một cách vô lý vậy? Nó thay đạn bây giờ cũng chịu, không biết nó ở đâu mà bắn cơ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Thì chết đi. Ok, cứu đi, cứu đi, cứu đi. Cứu bạn Thái Khoai Tây đi. Có cứu được không giờ? Ô Lâm, ô Lâm có tích đi đâu kia. Ui thôi xong rồi. Thế là coi bạn Thái Khoai Tây rồi. Oh shit, bấy bể. Ô bây giờ mới để ý bạn Lâm Cô Tách bạn đi đâu kia. Ô đệt, ông này điên rồi. Thôi cái vòng bo bé xíu này mà ông còn ra ngoài vòng bo, what the hell. Tạo độ khó cho game à. Ui thôi xong rồi. Một đấu bốn sao lại. Rồi vòng bo lại còn kiểu bóp bóp này nữa thì thôi bó tay bó tay bó tay. À một đấu ba. Anh có chết à? Cầu mong. Chết đâu, tôi vẫn còn sống đây nè. Ô sao tự nhiên đoạn cuối các bạn bắn buồn cười nhở. Các bạn tạo độ khó cho game à. Ôi rồi. Cầu mong ba thằng này là ba thằng lẻ anh em ạ. Nếu là ba thằng lẻ thì mình sẽ giải quyết rất là dễ. Mà nếu mà là ba thằng cùng một team thì ôi. Một sân sang có hai anh đào thật rồi. Đậu vọng. Của anh chưa phải nào. Khó rồi anh em ơi. Đây rồi. Như vậy là đã nhìn thấy một thằng rồi. Nó đứng dậy rồi kìa. Rồi. Tình hình này dễ là ba thằng này cùng một team lắm anh em ạ. Hỏng rồi, hỏng rồi. Kiểu di chuyển tự tin này dễ ba thằng một team rồi. Ôi sao trả thù rồi à. Trả thù quân que à, trời ơi. Một thằng thì tự nhiên đi ra đồi để nó bắn. Một thằng thì chạy ra ngoài bo ở cái bo cuối cùng này, trời ơi. Có biết cái sát thương mà cái bo cuối cùng này nó gây ra mạnh đến mức nào không? Nào che một bên này. Đó, phình ra bên này, phình ra bên này. Ồ. À, lao lên để mà bắn này. Ra. Ôi thôi xong. Vãi nồi chim mén. Đúng là ba thằng một team thật. Ui vãi trưởng. Ui 13 kill 2k rưỡi đam kìa. Ok. Tuy mình đã không thể nào có một pha xử lý một cách tốt hơn trong cái trong những phút cuối cùng, nhưng mà mình cũng đã có ba người lạ rất là vui tính ở đây rồi, và cũng có khá nhiều những tình huống vui vui mà mình có với các bạn ấy. Cho nên là nếu anh em thấy thích hãy đừng quên like và chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.